Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội giành siêu cúp quốc gia lần thứ ba trong lịch sử và cũng là danh hiệu thứ tư trong vòng 2 năm qua. Vì vậy, toàn đội đang rất quyết tâm tập luyện với tinh thần cao nhất nhằm sẵn sàng cho trận siêu cúp bóng đá quốc gia sắp tới gặp thép xanh Nam Định trên sân Thiên Trường. Ngay sau chiến thắng 3-1 trước San United ở trận mở màn giải bóng đá các câu lạc bộ Đông Nam Á, các cầu thủ câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã quay lại sân tập nhằm chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp bóng đá quốc gia 2023-2024. Mùa giải năm nay, Đông Á Thanh Hóa có một lịch trình vô cùng bận rộn khi tham dự giải bóng đá các câu lạc bộ Đông Nam Á, V-League, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia 2023-2024. Vì vậy, đội đã hội quân từ cuối tháng 7 nhằm theo đuổi các mục tiêu đề ra. Ngoài việc giữ chân thành công ba ngoại binh Primario, Gustavo và Luis Antonio, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa còn tăng cường thêm hai ngoại binh nữa là Kim Won-sik và Yago Ramos. Ngoài ra, nhằm duy trì bản sắc và truyền thống, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa còn đôn các cầu thủ trẻ lên thi đấu như Văn Thuận, Hà Châu Phi, Văn Tiếp, Ngọc Mỹ. Thực tế, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa luôn rất mạnh ở những trận đấu cúp. Chính ở siêu cúp quốc gia 2023, đội bóng xứ Thanh đã giành chiến thắng 3-1 trước Công an Hà Nội. Tiếp đó, lại bảo vệ thành công cúp quốc gia sau chiến thắng trước Hà Nội. Theo thống kê, trong 3 cuộc so tài với Thép Xanh Nam Định ở mùa giải 2023-2024, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đang có một chiến thắng ở cúp quốc gia, một trận hòa và một trận thua tại V-League. Vì vậy, cuộc so tài sắp tới sẽ rất khó đoán. Với tinh thần chiến binh cùng lối chơi rực lửa, Đông Á Thanh Hóa chắc chắn sẽ cùng thép xanh Nam Định tạo nên một trận đấu đỉnh cao và đặc biệt hấp dẫn trên sân Thiên Trường vào ngày 31 tháng 8 tới.